trường xa ngày sau tung hoành, mang chiến công cho đời. Hương người côi cũng ngày đêm gắng công học hành, công dân mấy ai đi đâu ngày mai khi hoàng. Hay là mây đen phủ dân, âu là duyên số, nào ai biết trong tương lai của ngày mai khỏi năm hay khi tuyệt tuyệt lắm, địch thanh con. Con xin bái kiến sư phụ. Đứng lên đi, mừng cho con kiếm pháp lão thông, đã đến lúc con phải rời sơn động. Hả? Sư phụ, con xin sư phụ cho biết lỗi lầm. Con vô tội, sao thầy đành đuổi trẻ? Số trời mọi lẽ, trên dưới đã định rồi, thầy thương con mới mở lời. Con phải xuống núi ráng ẩn nhẫn đợi thờ, đại nạn qua rồi gia đình sẽ đoàn tụ. Nhưng con không thể xa thầy. 9 năm quảng dưỡng công thầy dạy dỗ, xin thầy cho con ở lại tiếp tục đạo nhiệm màu. Địch thanh con, tuy đường đạo hạnh con không nhiều công qua, nhưng đường đời kiếp xưa con đã gieo mầm. Gần 100 năm sau hạt mầm đốm hoa kết lá, đất nước lửa gió trời ngũ hành trong tạo hóa. Nhưng con là người được gặt quá về chín năm, có lẽ con theo thầy khổ hạnh dồi trao, đã đến lúc rồi tài trẻ được nêu cao. Nghiệp tống hưng vong do con trẻ bền lòng, lời dạy ân sư con ghi vào lòng, xưa kiếp trẻ không phai nuốt lệ chia tay. Trẻ thơ mong có một ngày được ở dưới đài nghe lời giao ân của ân sư. Đấy, đây là túi gấm cửu chi thần tiễn thầy ban tặng cho con. Nơi đất Tây Liêu con sẽ trổ tài, phò nghiệp tống một lòng đừng thay đổi. Con xin thề trước mặt ân sư, nếu địch thanh phản bội lời thầy, thề phủ có gươm trời vẫn thấy lưỡng đoạn. Tốt lắm. Còn đây, hành trang của trẻ. Và đây, đây là một phong thơ và ngọc duyên ương. Con hãy coi theo đó để dễ tìm căn nguyên nguồn cội. Sư phụ, đầu tạ từ ân sư trẻ thơ bái biệt chia tay. Thương con trẻ từ nay kia hòa tay nhập đồn, không căn duyên đời con trùng duyên cũng do trẻ dũng đường tu. Kia bão giông mây mù đã tan, nhường lại ánh dương quang.
mang ấm cho nhân loại. Địch Thanh con mau niệm Phật chắp tay, thầy đưa con xuống núi mô Phật. Lại tạ sư phụ, tạ ơn sư phụ. Khổ thật, lạc mất cha mẹ từ thuở nhỏ, nhờ ơn dạy dỗ sớm hơn. Nhìn tới nhìn lui thì tứ cố vô thân, biết đi đâu đây để sống. À mà thôi mặc kệ, trời sanh voi thì sanh cỏ, đường có sẵn thì cứ đi, hơi đâu mà phải ngồi lì, đâu ai mà ban của rớt. Dạ mời, dạ mời, dạ mời qua khách. Dạ ngon nghe con bác. Đó cha nội, thấy cái gì đó không? Thấy rồi, thấy rồi. Nè, lại đây. Dạ. Quán của anh có món gì ngon nhất không? Dạ có nhiều món ngon lắm đó chứ. Dạ xin quý khách hãy nghe những món đặc biệt. Món gì đâu nói coi. Về nương bề thương, lương xào lăng, mì xào giòn, thêm chim quay, thêm vịt, thêm cua hấp, heo hầm, thêm canh chua cà lóc, cà rô, nhiều heo giả cà. Thôi, anh chủ quán, anh mang hết ra đây cho tôi đi. Nè, tôi nhất định bữa nay là quán anh sẽ trúng mối đó nha. Trời ơi, lẹ đi. Ngon lành quá, như vậy là mình đánh giá sai lầm rồi. À, chắc cậu này giàu lắm nên đi đường phải giả dạng. Dạ, có ngay, có ngay, dạ có liền. Dạ, nóng hổi. Xin mời quan khách. Dạ. Dạ dạ. Ăn dữ luôn. Trời ơi, mới đây hết tô rồi. Anh chủ quán. Dạ. Ở trong nhà anh còn món gì nữa không? Dạ dạ còn nhiều lắm. Dạ còn dạ. Nhiều hả? Dạ. Em ra đây. Dạ dạ để em bưng thêm. Dạ. Trời ơi. Lẹ đi anh chủ quán. Dạ dạ có liền. Trời ơi, ông lâu quá vậy. Ông nội này chắc một năm mới ăn một lần, mà một lần ông ăn tới một tháng là sao mà ăn dữ dội vậy? Dạ đúng là quan khách nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Dạ. Anh chủ quán. Còn nữa không? Dạ còn chứ. Rồi dạ. Đem ra đây. Dạ đem nữa hả? Dạ trời ơi, trơn trọi đồ ăn rồi. Lẹ lên. Dạ thôi. Trời ơi, chừa cho vợ tôi nữa chứ. Ăn hết trơn trọi rồi sao? Dạ. Ở trong nhà anh còn đồ ăn gì nữa không? Dạ còn chứ. Dạ còn cái quán này nè. Thôi. Thiệt là đồ ăn của anh á, nấu thật là ngon vậy đó. Dạ ngon lắm hả? Dạ cảm ơn quan khách. Dạ nếu như ngon thì xin quan khách trả tiền. Nè anh chủ quán, thiệt anh tiếp lại cũng rất là ân cần chu đáo ghê vậy đó. Dạ cảm ơn quan khách. Ân cần chu đáo, dạ nhất là nhờ quan khách trả tiền. Nè anh chủ quán. Dạ. Anh cho tôi biết tên họ của anh đi, để có dịp tôi quảng cáo dùm cho. Dạ cảm ơn quan khách nhiều lắm, nhưng mà khỏi cần quảng cáo. Dạ em chỉ cần tiền à. Tiền gì? Dạ tiền. Trời ơi, nói tức ngoái máu không, ăn thì phải trả tiền chứ. Anh chủ quán, nè tôi nói cho anh nghe nha, anh đừng có giỡn à nghe không. Bán anh ghi rõ ăn khói trả tiền, giúp người làm ước lỡ bước dọc đường. Mày đừng có nói ngang, tao giải xuống quan, thịt nát xương tan. Quản viên rành mạch quán không bán chịu, mắt mày co đùi hãy nhìn kỹ mà coi. Anh chủ quán bây giờ anh không tin tôi phải không? Bây giờ anh đi theo tôi nè, anh ra đó mà xem. Đi thì đi chứ sợ cái gì. Đi theo tôi. Hả? À, đó. Đó, thấy không? Thấy chứ, trời ơi chết tôi rồi. Mồ tổ cha cái thằng nào hết dân cho đứng ba cái bảng của tôi. Người ta ghi là quan không bán thiếu, môi bắt chữ công rồi còn chữ bán thiếu, làm sao tôi lấy tiền được, có nước cũng sập tiệm luôn. Chủ quán đâu?
sắp chết rồi. Quá. Dạ xin chào Lý Trang chủ. Dạ Lý Trang chủ gọi quán ở đây có điều chi học hỏi? Quá. À, dạ không có học hỏi. À, dạ không phải. Dạ dạy bảo. Chủ quán, ta đã nhờ chủ quán sắm sẵn một quan tài để nổi trong ngày nay. Trong hai phải mất một. Trương Trung đó. Đáng khen không lỗi hẹn đó. Trời ơi, vậy là tiêu rồi. Ta thành đứa quán tôi sắp sửa theo ông bà ông giải rồi. Lý Trang chủ, giữa hai ta ngày nay thành toán nhau để tôi xong mối nợ. Ê, nợ của mì dài lập tức phải trả ngay. Nếu Trương Trung này một ngã với tai mi, mi mất quyền cùng nàng đến nghĩa trúc mai, còn ngược lại mi. Ta sẽ đốt chạy Lý Gia Trang và tư xử đâu ta. Hay, hay lắm, xin mời đi. Mong nhị vị thứ lỗi, đây xin được hoàng cố chủ. Quả là bậc siêu phàm, đứng trước Thái Sơn mà không biết thật xấu hổ vô cùng. Không có chi, tài của hai đại ca cũng đáng mặt anh hùng, sao lại đi thí mạng nếu trong hai mất một. Nói ra thật là xấu hổ đó. Chỉ vì chuyện đàn bà con gái. Rất mong nhị vị đại ca xin thứ lỗi cho Thanh Lục đứng ra làm người hòa giải. Dạ không dám đâu. À không dám nào, đại ca cho biết quý danh và niên kỷ. Tiểu đệ họ Địch tên Thanh, năm nay 20 tuổi. 20 tuổi à? Tuổi còn nhỏ nhưng tài lại quá cao. À, nếu có thể chúng ta kết tình huynh đệ. Đúng đó. Không được, thân đệ thì tứ cố vô thân, không cha mẹ không họ hàng thân thích, đường công danh còn mờ mịt, giả lại thân đệ quá đổi cơ hàng. Nè Địch huynh à, đã là nghĩa đệ huynh chứ có phân biệt hàng sao? À Lý Trang chủ nói phải, xin đại ca đừng ngại, nếu thật lòng nhị vị không chê, để xin được cùng nhau kết bạn. Hay lắm. Vậy chúng ta hãy thích quyết ăn thề. Bây giờ em xin hỏi Trung huynh bao nhiêu tuổi vậy? Tôi à? Tôi năm nay 19 tuổi. 19 tuổi? Đúng. Địch huynh 20, anh 19, em nhỏ hết trơn. Vậy thì xin được thân hạnh gọi là đại ca nha. Chủ quán. Dạ, có quán đây, quán đây. Dạ, Lý đại gia gọi quán tới có điều chi à? Nè chủ quán, anh hãy mau sắp đặt cho tôi một bàn hương án đủ hoa quả rượu thịt với nhang đèn, để ba chúng tôi lại đất trời kết bạn nha. Dạ, có liền. Xin trời đất chứng minh cho tôi là Địch Thanh, xin kết bạn với Trương Trung và Lý Nghĩa, thích quyết ăn thề, giàu sang cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Thành tôi chứng minh có trên cao dài, Lý Nghĩa Trương Trung cơ tê quýnh kim bằng, mai sau ai giá tâm lời nguyện chứng có cao dài, phúc sức kia khi gặp nàng hề một lòng cùng nhau chia sẻ đắng. Xin đa tạ Trương Trung, Lý Nghĩa tuyên thề suốt đời khó quên, sau này ai kia giá tâm kia trên cao có hương trời, toàn gia đều chết không còn thấy.
Nè đại ca, à, tiện đây xin mời vị đại ca về trang trại của em. Anh em mình sẽ đánh chén no say để tâm sự hàn huyên được không? Cảm ơn hiền đệ đã có lòng, nhưng huynh phải lập tức xuống kinh vì còn nhiều việc huynh cần phải giải quyết. Ồ, thế thì may quá, sẵn tiện đường có đệ có huynh. Hả? Đệ cũng xuống kinh à? Dạ phải. Vậy huynh phiền đệ dẫn đường. Không dám giấu gì vị hiền đệ, huynh xuống kinh để tìm người cô ruột. Cô ruột? Phải, huynh không còn cha mẹ, chỉ sót lại một người cô. Hai anh phải đi à? Như vậy thì em chúc cho hai anh lên đường gặp nhiều may mắn. Huynh đừng lo, ở kinh đô thì đệ rất rành nhiều chỗ. Đệ xin hứa sẽ cố gắng tìm ra tông tích của người cô. Cảm ơn hiền đệ đã có lòng. Ly đệ. Dạ. Giờ huynh xin kêu biệt. Như vậy đại ca, đây nè, đây là số tiền lộ phí, hai anh hãy nhận đi. Hai anh nhận em yên tâm đó. Kìa hiền đệ, anh... Thôi, anh hãy nhận đi, để cho Lý đệ được yên lòng. Cảm ơn hiền đệ. Chủ quán. Dạ dạ, có chủ quán đây. Đây 5 lượng bạc trả cho anh đó. Dạ dạ, cảm ơn Lý đại gia và nhị vị quan khách. Tôi gỡ vô. Đại ca, chúc đại ca thưởng lộ bình an. Xin hẹn đệ một ngày gần tướng hội. Tin đệ quân cách xa, ôi mắt mình lẽ ngon. Ngày gặp gỡ không còn xa, quân đệ một nhà. Giờ đành tạm chia tay, chúc anh có nhiều dịp bay. Công danh phú đời trai, ngài đoàn viên gia đình tùng cùng. Em an tâm kề bên anh lo, giúp cho trưởng huynh mau đoàn viên. Để vững tâm trên đường xuống kinh, mong giới đi luyện phiền. Giọt nước mắt em đưa tiếc lên đường, lòng huynh thấy nghẹn ngào. Làm sao có thể quên phút giây này, nghĩa của em dưới đây. Ngày mong đệ nó phải. Vậy chúng ta lên. Khoan. Dạ xin nhị vị khách quan hãy dừng chân, hãy ngồi đây đỡ, chớ lên giảng quê lầu. Lầu điện hồ luân công tử, con tổng đốc đại thần quý vị mà lên, quán tôi sẽ tiêu tan mà tôi cũng tiêu luôn á. Quán lập ra để ăn nhậu, ai có tiền là được à. Hồ luân đâu phải là vua mà chiếm làm của riêng. Chúng ta đi. Khoan, nhị vị. Trời ơi, chết tôi rồi. Dạ. Công tử Hồ Lương tới rồi kìa mày. Trời ơi, Hồ công tử tới. Dạ, xin mời Hồ công tử và các vị. Hồ công tử đến rồi. Nè,
nè nè, kêu kêu qua cô nương chuẩn bị đàn hát nha. Cần chi đến non bồng tiên cánh, chi ước mơ xa vời. Vào nơi đây nghe đàn nhạc khúc, cho lòng ai đắm say. Đàn tơ ngắm mong người tri kỷ, ba nhà tử kỳ phong đại trang quê phòng kém kính, chờ bóng trang hùng anh đời hồng nhan qua hẹn cỏ hoa nào mong quyền quy gấp nhung nhạc khúc. Lời ca dễ thương quên hết bao phiền. Hay, hay quá. Kim qua, hôm nay là nghịch mộng trắng mặt ba nữa. Kim qua, xin công tử phong thái cho đẹp đi. Kim qua, uống với ta. Em gái ta yêu, yêu em ngon đàn sầu. Dòng đời xui khiến đôi ta được trôi bèo mây chung lối. Ta yêu, ta thương, ta yêu, ta thương, ta mến, vô bờ vô bến, hỡi Kim Hoa. Còn nhiều ngàn dặm đâu kề bên, qua không tận sống trong buồn nhớ. Cuối xin giùm thương đôi bờ ngăn cách. Nàng là riêng ta. Bồ tôi ra, ai cứu tôi với? Làm gì dữ vậy? Ai giúp động đến ta nè? Đâu có ai chở che mà la, công tử hồ luôn bất chấp quy quyền. Nàng yêu ta sẽ giàu sang phú quý, còn nếu nàng dám cãi thì sẽ không giữ tròn thân dân. Xin công tử hãy dung tình, tha cho tôi được tròn tiết danh. Đã là tự ca kỹ còn làm như gái quê các danh gia. Lại đây, lại đây. Dừng ta lại, đồ súc sanh. Bán ngàn với thập một sở thị mà toàn cưỡng hiếp gái thế cô, lại dám khinh thường pháp luật, còn chiếm tài sản của dân để làm của riêng tư. Ý thế cây quyền con cái của nhà quan, rồi ra đường hỏng hết hiên ngang. Bọn bay là ai mà dám vào đây thờ dạy, dám chạm đến hồ gia thì thịt xác sẽ ra mà. Quân sĩ, yeah, mau giết hết những kẻ nào dám kháng cự. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, nàng đừng không thoát khỏi tay ta. Hồ công tử, bọn ta mau đi báo quan, lẹ lên đi, đi lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, khổ rồi vị vị ơi, quan trên sẽ tới. Vị vị hại tôi rồi mà. Ngươi đừng lo, tội ta làm ta chịu, ta không chạy trốn đi liên lụy tới ngươi đâu. Đại ca, đại ca hãy đưa cô nương này chạy trốn đi, để em ở đây chịu tội với bọn hồ khuôn bàn hồng và tôn tú cho đại ca. Không, tội ta làm ta chịu, để hãy đi với cô nương, đi mau lên đi. Không, đại ca. Chính tôi liên lụy cho người.
qua dăm dùi, cảm ơn nghĩ sâu lòng, nguyện đời nước thế người. Chỉ trai sông hồ dây dùng, cứu nhân hoa nguyện tài hùng. Chẳng mong chi đáp đền, hãy yên tâm bồn đào. Của một chiều hành ngôn, đừng bắt ta phải cúi đầu thấp hơn sỏi đá thì làm sao mang danh mà thương anh ta. Đời người sanh ra ai cũng phải chết một lần, sao các ngươi lại bắt ta sống hèn sống nhục để muôn đời lưu sử gian. Ta đâu thể bỏ đi khi đã là một kẻ hùng anh, hà hướng chi hồ lũng cho chính tay ta giết chết. Hãy mạnh dạn ra đi, đừng để rơi nước mắt gặp gỡ hôm nay mà thương nhớ đến ngàn sau. Ta muốn với các em mỗi người một chút rượu, hãy cạn ly, hãy cạn ly rồi tương quyết ta từ. Còn gì sung sướng được bậc đại anh hùng nhận làm huynh nuôi. Hãy uống đi, hãy uống đi. Đại ca, đại ca ơi, đây chung rượu xin dân tặng người Tuấn Kiệt. Mượn người men nồng làm thơm mắm buổi chia tay. Giữa tương ngồi lại chia cắt dạng đường mây, làm sao khỏi nghe lòng sưng sưng nước. Đời đại ca còn nhiều nợ ân chưa trả được, em muốn xin thay cho trọn nghĩa mũi huynh. Nhưng anh đành chọn cái chết liệt quanh, em khép nép tuân lời huynh trường. Quang lạnh chiều nay trái sầu đang rụng xuống, xin gửi lòng em trong chân rượu đắng cay này. Tới nâng chén rượu thơm này, ta xin uống cạn dòng cay thâm. Đừng đau ai dựng trường thành mà nghe lớp lớp. Bèo mấy tan hộp là giết thường, để hãy cười lớn đi, cười lớn. Cười nữa đi anh, hãy cười lên cho tiếng buồn rì rào trong gió, cho máu tim yêu nhòa nhã tan. Máu anh đem nhượng thắm anh tà điên, lệ cũng đổ trong tiếng cười xé ruột. Anh đã phụ em tìm đường về trước, để lại trần gian cho ai khóc tiễn kia nè. Sông hèn sông để làm chi, con thuyền bằng hữu duyên xé nhân tình. Buông tay rẽ lối đăng trình, đôi mình đôi ngã xuôi người ngược ta. Đừng bính rinh nữa, hãy đi đi, đi đi. Ai, ai là kẻ giết Hồ Luân công tử? Hãy mau bỏ tay chịu tội với triều đình. Ta, Địch Thanh đã đứng đây để chờ lúc triều đình xét xử.
ta giết người há để tội cho ai? Ác nhân giả tử, quân sĩ, hãy bắt trói tên sát nhân, chạy đi! Đại ca, đại ca! Đại ca đã sa vào tay bàn hồng gian ác, ta phải tìm cách cứu chàng. Anh Tử Bảo, anh Tử Bảo! Dạ dạ, cô cần gì nếu giúp được con giúp cho. Anh có quen với người nào trong đoàn ngũ nhạc của bàn thái sư không? Có chứ, tôi với anh tổng quản là chỗ thâm tình mà. Đây, 20 lạng bạc, anh lấy làm quà thiên dẫn tôi qua bên ấy. Được, cô hãy yên tâm. Sát nhân, hãy quỳ xuống và khai rõ việc thảm sát công tử Hồ Luân. Tôi đã quỳ rồi, thượng quan cứ hỏi. Mau khai rõ họ tên. Tôi họ Địch, tên Thanh, ở tỉnh Sơn Tây, huyện Tây Hà. Hả? Ngươi là kẻ từ Sơn Tây tới đây, sao không biết văn lòng nhẫn nhục, lại ra tay giết chết người? Theo lời Tổ Bảo đã khai rõ. Bọn bay biết dạng quê đầu là nơi cấm ma, mà không cái gì quy lĩnh của Hồ Luân. Nhưng lầu dạng quê đâu phải của họ Hồ, chủ nhân lập quan để khách phong lưu vào uống rượu. Ôi, cấm miệng lại, im đi chớ nhiều lời lầm ngôn. Chính mi phải biết thân phận thật đẹp, mi ý thế gì mà đánh chết Hồ Luân? Xin lỗi đại nhân, tôi xin nói là... Cấm miệng lại, hoàng cô cứng đầu, bay đâu? Đem hình cũ khảo tra, bắt hắn phải cúi đầu nhận tội. Đúng rồi. Dạ dạ dạ, bẩm đại nhân. Chuyện gì? Dạ, có bao đại nhân ở khai công phủ xin vào ý kiến. Cái gì? Bao chuẩn đến mà. À nè, ta bảo là tam miễn tiếp kiến. Dạ bẩm, người nói rõ là đến đây vì vụ án của Hồ công tử. Được thôi, hãy mời vào. Dạ. Kính chào bàn thái sư. Chào bao phủ doãn lâm đồ học sĩ. Ngạc đến đây hắn có điều chi dạy bảo? Nhận được tin kẻ sát nhân công tử Hồ Luân đã bị bắt, mà bọn binh mộ và dọc công nhờ bàn thái sư, tôi tự nghĩ trách nhiệm này là của phủ khai công, chứ không phải của bộ binh, nên tôi tới xin lãnh tên sát nhân về trà xét. Cần gì đem về phủ khai phong? Ta mong được chứng kiến tài của bao đại nhân đó. Cảm tạ, cảm tạ. Cùng kinh bất tuân cũng mạng. Trước khi vào cuộc thẩm tra, xin hỏi đại nhân là tên ấy đã khai gì chưa? Chưa, nó chỉ nói công tử Hồ Luân đánh nó hụt chân té xuống chết, chứ nó không có chết. Lời nói đó thái sư có tin không? Làm sao tin được? Nay thì không tin, còn tôi thì thấy lời khai tên này có lý. Vì đại nhân xem bộ do học trò, làm gì mà đánh chết nỗi Hồ Luân, trong khi Hồ Luân thì gia thuộc như chó bầy. Ô, bao đại nhân ông, đến kia tại sao cuối cùng Hồ Luân gây sự, hay tại Hồ Luân cậy ỷ thế hiếp người? Người hãy thành tâm tình thật tỏ bài. Dạ, Hồ Luân hàng hiếp người con gái thế cô. Tại sao người không chạy báo quan binh bộ? Bẩm, làm sao thoát được gia nhân thuộc hạ? Vừa nói là Hồ Luân liền nhào tới đánh, khi né mình thắng
té xuống lầu giang quê. Người biết luật pháp như mình giết người sẽ thường mạng người, nếu chẳng công bình thì người lãnh tội chết hoàng. Thôi hãy đi đi, nhờ bộ gió học trò nên mới thoát tử hình, người hãy về đi. Thưa đại nhân, từ lâu báo đại nhân nổi danh minh chánh, tôi xin nói rõ là... Anh mẹ lại! Đừng đãi nhảy! Khi ta tra xét Hồ Luân chết thì tai nạn rủi ro. Dạ! Im ngay! Đó là phước đức của ngươi rồi. Trưa Long Triệu Hổ! Dạ! Dương Triều Mạo Hán! Dạ! Đuổi hắn đi! Đi, đi, đi. Thôi, hãy đi đi. Bao đại nhân đã xử tha rồi mà còn nói gì nữa? Rồi bao đại nhân cùng bàn thấy sư nổi giận. Hãy đi đi. Đi, 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 đi. Tôi nghĩ ngài tha nói như vậy là mất lẽ công bình. Còn e ức lòng thì Hồ Khôn sẽ tấu cùng thiên tử. À, kỳ mão ô sa của ngài không còn đuổi được đâu. Còn hay mất tôi đâu cần, miễn tôi giữ vẹn lòng trung nghĩa mà thôi. Hồ Khôn không tâu, tôi cũng sẽ tâu cùng thiên tử. Con người ta bị giết, ngài không thương lại binh vực khung đầu, thà cho nó mà còn tính tâu với thiên tử. Tôi hỏi ngài lý lý do gì mà tâu cùng với những thiên nhân? Cơ gì ngài định quan đấy mà tính hại người hiền như vậy? Rõ ràng ngài còn hỏi cớ chi? Dạng quê lậu đâu phải của Hồ Luân, hắn cậy quyền kiếm đoạt là của riêng. Giả lại định thành vốn người xa xứ vừa qua chốn này, lẽ nào địch thần kinh cố dám ý tài ăn hiếp Hồ Luân? Họ Hồ thấy đánh người ta chẳng mày sờ xây chân mới cam tuyệt mang còn ngại nghi. Và tôi tư thế tôi bầu thử xem Hồ Khôn có trấn tội không, gia nghiêm bất trị con ngang hàng ác hoàng, thử xem thánh quân xử ra sao. Thôi, bao đại nhân quan gia nghi giải bất nghi kết. Đại nhân đừng nghi phụ quán là khi phụ bỏ. Ồ, bỏ gì? Đó chỉ vì kỹ thân ý thế hủng hiếp người ta mới xảy ra tai nạn. Người lỡ rồi bà quốc dồn thấy ghê. Tôi xin cho ai ám ông binh vực Hồ Khôn, tôi sẽ không về thẳng tay trừng trị. Ngọt mềm hương mật dày nhân uống say tâm sự già nua, giọt đầy ly cạn nàng ơi. Tuổi cao sao nặng tình ai, ai ông không phân tuổi tác vậy hả? Thiếp xin dân mệnh rốt đầy chung để tâm thương cánh hoa lạ vẫn giờ trôi nổi giữa dòng khơi. Xin thái sư thương tình thương nhiều lắm, ra ơn chở che má hồng. Bạn tình ơi dù ngàn chung hãy ngồi yên trong lòng ta. Thái sư lại đây dễ thương. Dạ bẩm thái sư, bẩm thái sư. Chuyện gì vậy?
bẩm thái sư, con Hỏa Long Câu của Đông Viên tấn công mà chúa thượng ban tặng thái sư. Ừ, rồi sao? Từ lâu nó dữ dằn không ai trị nổi. Biết rồi. Hôm nay nó phá chuồng đập chết ba tanh. Rất may có một tráng sĩ đã đánh chết nó rồi. Vậy sao? Nè, hãy mời tráng sĩ nó vào đi để cho ta trọng thưởng nghe chưa? Dạ. Nhanh lên, Kim Hoa, hãy vào trong đợi ta. Dạ. Kính chào bàn thái sư. Bẩm tôi. Ta biết ngươi là địch thanh, mới vừa rồi hôm trước đây đánh chết hộ luân tại Giảng Quê Đầu, hôm nay lại có tài trừ ngửa dữ, vô địch mới thiệt hại được núi Long Câu, thật là đáng thưởng vàng. Ngày mai vào chiều ta sẽ tâu với vua để hoàng thượng ban tước diện cho. Tạm thời người ta quý đơn định, mai ta dắt vào triều hưởng lập vua ban. Tạ ơn thái sư. Bây đâu? Mau đưa tráng sĩ đây ra quý đơn định, chờ sáng mai vào triều bệ kiến. Mời tráng sĩ. Chào ngài. Địch thanh bao hắc tử, để coi mi có cách nào cứu nó nổi hay không. Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, ta sẽ cho nó làm bạn với thần quả. Bây đâu? Cho đòi tiểu tướng Lý Ký Anh. Dạ, Lý Ký Anh tham kiến thái sư. Người quân ngàn ngày dùng phân một hồ, ta muốn nhờ ngươi một việc. Dạ, điều tiên xin thái sư cứ dạy. Ký Anh, tới đây ta phụ nhĩ. Nữ Kim Hoa, Tư Quân ơi, xin cứu mạng. Hả? Kìa, Kim Hoa, nàng là người đẹp được bàn thái sư sủng ái và yêu chiều, có gì hiểm nguy mà xin ta cứu mạng? Tư Quân ơi, tiện nữ không phải gian xin Tư Quân cứu mạng lỡ làm của riêng tiện nữ, mà chỉ xin với Tư Quân. Sao? Tư Quân. Lầm kế mưu gian thần, thiếp vừa trộm lắng nghe thái sư người đã mang lệnh truyền, thương địch thắng phải chết hoàng với ngọn lửa hồng. Nàng với thanh quan hệ ra sao, duyên cớ nào nàng nặng lo xin cứu? Lòng tăng sự riêng tư của đời tiếng nữ, tuy mới sơ ngộ sao nghe nhiều thương nhớ, lòng nàng ơn cứu mạng ở Giảng Quê Lâu. Chàng mang tội sát nhân bị bắt vào chúng lao tù, thiếp trộm nghĩ hồ môn giống là tay chân của bàn hồng tôn tu, nên đem nghề riêng mua lòng sủng ái của bàn gia. Nay được tin chàng tự đem thân nạp miệng mạnh sư, và tướng quân được lệnh đêm nay tiêu rủi quê đơn đình,
lòng xa mặt kịp cứu sinh, vội vã ra đây xin tướng quân thương người nghĩa sĩ. Nàng có biết địch Thanh người ở sơn Tây có liên quan gì với bản binh địch Quảng không? Dạ, chúng tôi kết tình tri ngộ, đâu có kịp hỏi gì đâu. Ta không dám hứa chắc, để ta hỏi rõ chàng rồi sẽ liền. Xin tướng quân hãy lo việc cứu người, không hỏi gì hãy để sau. Nhưng nàng nên biết, này nếu ta dùng tha bàn làm sao dung thư trai chỉ nơi muôn phương đời đâu, chỉ riêng thái sư nơi nàng nay giáng sinh mà rưng rưng mắt quen lệ sầu. Ta vì chúc công danh mà lời như mở tất lòng, xin ai chữ phụ người thân giang hồ. Xin liều chúc phận liễu bồ, trao tài khi thác trọn đời tứ sanh. Kim Hoa, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ lộ ra, nàng nên tìm chỗ để... Tướng quân yên tâm, có người chị bà con là Y Thị, vợ của ngự sử Trầm Quốc Thanh, chị rất hiền, tôi sẽ đến đó dung thân. Còn chuyện hôm nay, xin tướng quân đừng nói cho địch Thanh biết. Được, tôi xin hứa. Lý huynh, từ lùi gót chút kim qua gặp nhiều may mắn. Đêm ngắm trăng xin nguyện chúc người giáng an. Tạm biệt. Làm gì mà lôi kéo ta chi vậy? Công tử, công tử nên nhỏ lời, kẻo quan canh nghe được thì mạng của chúng ta khó bảo toàn. Nghĩa là? Nghĩa là tôi sẽ dẫn công tử đi tìm chỗ thoát thân. Thoát thân? Đúng. Sao kỳ lạ vậy? Vì đêm nay thái sư Bàn Hồng đã ủy thác cho tôi thiếu quỷ Quế Đơn đình hậu viên, cho công tử tan xương giữa ngọn lửa hồng. Còn đáng viên trai chỉ là nàng tài có biết chẳng can chi. Ta thật lạ lùng, bàn tôn hai ngọ chứ ta có quá thù gì. Cứ quyết tâm chỉ tuyệt một đời địch Thanh như có hận thâm sâu. Tại sao Bàn Hồng không giết ta bằng phép nước mà lại toan ám hại ta một cách ám mũi như vậy? Vì nếu công khai đem phép nước ra xử công tử, ắt không thoát được sự can thiệp của bao đại nhân. Thì ra vậy. Nhưng còn ngươi, chính ngươi đã bắt ta, sao bây giờ khai thật với ta? Công tử, công tử đừng nghi ngại. Thật ra vì nóng lòng cho sự an nguy của công tử mà tôi quên hỏi công tử một việc rất là quan trọng. Việc gì vậy? Công tử họ Địch lại ở sơn Tây, hẳn có liên hệ gì với tổng binh địch Quảng? Người hỏi đi làm gì? Để đền ơn trả nghĩa, tính công tử chớ ngại. Địch Quảng vốn phụ thân, địch Nguyên là nội tổ. Ôi đúng rồi, cựu thù kia vốn của tôn đình bộ, đối với bạn thái sư tôn tu là phận rể con. Số là nội tổ công tử trước kia cũng chỉ vì quan pháp nghiêm minh giết cha tôn Bình Bộ thù sâu chưa trả được. Ngày nay gặp địch Thanh lâm cơn cùng khiến nên họ quyết tâm rửa hận. Nhưng địch gia không thể chết khi trời còn đổ cho kẻ hùng anh.
người đến vì ta chuốc quả vào thân. Phải, dù tàn sát xin được đền ơn muôn một, khấu đầu cúi lại bái tạ ân công. Ân nghĩa gì địch thánh tôi không hiểu. Thưa, vì ngày xưa do tranh công vô tình cha tôi làm nữ thua tên họ Tôn sắm rơi đầu, mai cũng nhờ có ngài tổng binh người sinh lập chiến công chuộc lại tội tình. Rồi thời gian trôi qua gia đình ngài đành ly tán, cầu mong cân nguyên trời cao ân sâu ghi lòng, suốt đời biết làm ngựa trâu đền ơn dù xa thân tiêu ra bụi trò. Nhưng giờ đây xin nói thẳng ra, cùng tổng binh không thâm thần người toàn tính ra sao? Tôi vẫn cứu người thoát hiểm để tròn lời hứa khỏi phụ nàng, giúp họ địch tránh đường tuyệt lộ. Ngươi nói nàng, nàng nào vậy? Không, không có nàng nào cả, chỉ có tôi đang đứng trước mặt công tử đây. Hảo trượng phu, ta xin nghe mình bái phục Ly Hiền Quỳnh. Phải, dòng họ địch chỉ còn địch thanh là người thừa kế, nếu được kết tình huynh đệ. Ê chết, công tử là Ngọc Diệp Kim Chi, tôi xuất thân là kẻ hàn vi, đâu dám sánh ngang hàng cùng công tử. Nghĩa khí cái anh cao ngất trời xanh, ta không sánh được xin đừng từ chối. À kìa Hiền Quynh, giọt máu rơi xin thay lời tuyên thệ. Tôi Lý Kế Anh xin thề, phúc cùng hưởng, quả cùng chia với địch thanh huynh trưởng. Kìa, chưa phân tuổi tác, Kế Anh gọi ta bằng ảnh sao được? Nếu địch huynh không chịu, Kế Anh thà chết chứ quyết chẳng hai lần. Kế Anh lòng dạ chẳng đổi dời, chân trời cao minh xem. Đại huynh Hiền Đệ, giờ chia cách lưu luyến cho người đi kẻ ở, bèo nước hồng rồi tan như gió trong mây đêm ngày. Cầu chúng vinh mãi mắn nghe lòng quăng phải dương mà trời cao thấu lòng anh hùng xa cơ mắt dương lệ mơ. Đại quân ơi, chớ vì niềm riêng mà tiếc thân, vì tiểu hãy gạt nước mắt tìm néo đào xanh, ta từ cơn lâm biệt báo trọng thân danh, chờ ngày tương hội giờ phải chia xa mỗi kẻ một phương trời. Trời đất dẫu thênh thang nhưng vẫn hẹp bởi tình người, dù hôm nay phải chia xa vạn dặm, lòng chân thành ác ngày tái ngộ cũng không xa. Nghe lòng quặn đau quán tôi gian hận cao trời, đời ơi sao quá đau thương, trời cao thấu lòng anh hùng xa cơ mắt dương lệ liên. Làm chi một tết quan hà, bàn tạc hay được không ai bảo toàn mạng sông. Địch gia chỉ còn mình anh nối dòng tông tộc, chớ vì chung tình xuyên mà quên đạo làm người. Địch huynh hãy mau leo qua tường kia mà thoát nạn. Bên kia tường là dinh của quan thượng thơ Hàn Kỳ, ngài là một đấng trung thần, anh nên vào tỏ thiệp, có lẽ người sẽ bảo vệ cho anh thoát tay bàn tặc. Còn Lý Đệ, đêm nay đúng canh ba, đệ sẽ thiêu quỷ quế đơn đình,
tôi thừa cơ lửa loạn tìm phương đào tẩu. Lý đệ, Lý đệ, đại quân nhanh lên, nhanh lên đại quân. Vô huynh xin bay biến. Bản đồng Kim Hoa, ta đã chọn lời quỷ ác của nàng rồi đó. Không gian lặng lẽ trôi mãi theo tháng năm âm thầm dần xoay. Nơi cùng quê suốt căn cầu lê sầu nhìn về quê nhớ thương sông đường. Ngày vào cung lễ rơi ánh hiền nữ tiên, nay hiến dâng mong đường trùng phùng. Cầu trời ban phước cho gia đình đoàn viên, bốn bao năm trong đời lụy phiền. Tâu mẫu hậu, thần nhi lộ quê dương Triệu Bích xin dân an bái kiến mẫu hoàng. Dương nhi hãy bình thân. Trời vừa rạng sáng, một ngày mới bắt đầu. Sao dường như mẫu hậu có điều gì tư lự bâng khuâng. Dương nhi, đêm rồi qua cơn mơ, mẹ không hiểu dường lành ra sao. Chẳng hay mẹ thấy điềm chi mà dường mộng đêm qua chợ tình cứ nghe buồn, một điềm mộng lạ lùng. Mẹ đang cầm miếng chả ngon cắn đuôi, nghe cứng xương máu tuôn đau làm sao. Miếng chả rồi lại tự nhiên xếp nguyên, mẹ cứ lo không biết đây là điềm. Tâu mẫu hậu, con có nghe bao thị chế trên thông thiên văn, dưới sành địa lý. À, xin nhờ người đoán mộng để mẹ rõ kiết hung. À, cũng được. Nội thị đâu? Hãy tới phủ khai phong, triệu bao đại nhân đến Nam Thanh cung cần kiếp. Tuân lệnh. Hoàng nhi, sao lòng mẹ cứ băn khoăn nhớ những giọt máu mà hàm rắn còn đau. Mẹ, mẹ yên lòng chờ đợi, bao đại nhân đoán mộng chẳng sai đâu. Tâu Thái Hậu, bao đại nhân đợi lệnh. Tuyên nhập. Được lĩnh triệu hạ thần bảo chuẩn, xin bái kiến Thái Hậu nương nương. Miễn lễ, mời báo khanh an tọa. Hoàng nhi. Dạ. Truyền cung nhân tương cúc tử. Dạ. Mời báo khanh. Nội ơn Thái Hậu. Báo khanh, đêm qua ta nằm mộng thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ta thấy đàn trồng đám tiệc vừa cắn miếng chả làm đôi, bóng trong miếng thịt lại còn xót xương, làm cho ta đau đớn vô cùng. Máu chảy tuôn rơi ta tính lại giật mình, lòng cứ ngại lo giữ lành không biết được, nên mới mời bao khanh đoán mộng dùng xe tôi. Điểm thịt có xương nghĩa là tốt nhục, đã cắn hai rồi liền lại là niềm vui. Bấy lâu nay tốt nhục cấp xa, nay đến hồi mau kia liền mau cốt được trùng trùng.
thái hậu chớ lo gì. Bao khánh đón xem bao giờ gặp được, hiện chẳng còn xa chắc gần gặp mặt. Khánh nói thật đâu, theo ý mộng dòng họ ta còn người anh ở sơn tây mấy mươi năm xa điệp ca nhàn bận tâm cầu nguyện hoàng thiên mãi được trùng hùng cai hậu dưỡng tình thiên ý diệu vô cùng. Hoàng nhi đâu, cái chuyện gì mà ồn ào vậy? Mẫu hậu, tâu mẫu hậu, con quái vật ở hồ sen sau hậu dinh dậy sống bắt tâm quân ăn thịt. Đã từ lâu có quái vật cứ xuất hiện tàn hại sanh linh, biết bao nhiêu pháp sư trấn ém rồi mà không hiệu quả gì. Rõ ràng điềm mộng ưng chẳng sai, tâu thái hậu thần xin tiên tử một người. Ai đó vậy? Tâu, người đó có thể diệt quỷ trừ tà, vừa rồi đã chế phục được quả long câu ở cầu thiền hang. Người đó đang ở đâu? Muôn tâu đang ở dinh của thượng thơ Hàn Kỳ. Mau mau mời người tới đây lập tức. Tâu điện hạ, người ấy không đi được. Tại sao vậy? Tâu thái hậu, nơi cầu thiền hang à, quá lòng mà cầu tàn hồng hứa đằng hà tiên thử giữa đường, nhưng không biết thù gì nữa đêm sai người phóng quá đất mày à, nhờ có ly kế âm à, giúp người trèo tường thoát nạn à, qua dinh của Hàn Kỳ. Tôn tu bàn hồng mà hạ bước lòng đảm thảo thù căng, mai nhờ ngữ thơ lầu của tiên Hà Dương. Tôn tu bàn hồng mà không dám đụng đến à, nhưng cho giáp sĩ phu dây canh giữ ngày đêm mà. Dương Nhi, mau lấy lông bài đưa trắc sĩ trừ yếu cho mẹ. Tuân lệnh mẫu hậu. Cớ sự thế nào về báo ngay cho mẹ biết. Tâu dân. Bao khanh, trắc sĩ đó là ai, quê quán ở đâu, tên họ là gì, khanh có biết hay không? Tâu thái hậu, người ở tỉnh Sơn Tây, thuộc phủ Thái Nguyên, huyện Tây Hà, tên họ Đích Thanh. Anh hùng đã diệt xong yêu nghiệt, còn đứng chờ đợi lệnh. Giỏi thế à. Địch Thanh đê đầu bái kiến nương nương. Thái Bình thân Hoàng Nhi. Dạ. Truyền phía thiện bài Đại Yên và con vào mán đai ngọc ra đây. Tâu dân. Bao khanh. Dạ. Khanh đã có công với Nam Thanh Quân. Đây, đây công tử và đái ngọc mũ xin ban tặng. Tạ ơn thái hậu. Địch Thanh nán lại chờ lĩnh dạy của nương. Đội ơn bao đại nhân. Tâu thái hậu, lão thần xin lui gót. Này địch tráng sĩ,
đây chung rượu mẫu hậu tôi thưởng tài trừ yêu quái. Xin cảm tạ Thái hậu nương nương và điện hạ. Trang sĩ tên là Đức Thanh, bẩm dân, nghe bao đại nhân nói quê quán của người ở tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên, huyện Tây Hà, có phải không? Bẩm dân, người có anh chị em gì không? Tâu Thái hậu, Ngu Hạ còn một người chị gái tên gọi là Địch Kim Lan. Hả? Nhưng sau trận lũ lụt ở Sơn Tây, gia đình thất lạc, không biết mẹ và chị tôi còn hay mất. Trời ơi, thôi đúng rồi. Hoàng mẫu nên thận trọng để con hỏi rõ căn nguyên. Này Địch Tráng Sĩ, vậy chứ anh còn cô bác nào nữa không? Bẩm điện hạ, Ngu Hạ còn một người cô ruột. Một người cô ruột? Thôi đúng rồi. Mẫu hậu khoan đã. Mẫu hậu à, từ từ mẫu hậu ơi. Địch Tráng Sĩ, người cô ruột đó tên gì? Tâu Thái hậu, người cô ruột tên là Địch Thiên Kim. Mẹ kể rằng cô bị tuyển vào cung bởi vì đã ly biệt dương gian. Trời ơi, ta còn sống đây mà ai bảo đã ly trần. Địch Thanh Minh, người cô biết vì sao người cô tuyệt mạng? Vì bệnh đau hay vì tai nạn? Người mất đã bao lâu rồi? Theo lời mẹ kể, sau ít ngày vào chôn cung sâu, vì nắng lòng sầu muộn cô tôi đã bị ly trần. Nếu quả ngươi là con trai Địch Quang, cô dấu tích gì chứng nhận? Hay ngươi dám mạo nhận xứng càng? Tâu Thái hậu, có ngọc quyên ương dấu tích rõ ràng. Gia bảo xưa đủ đôi, đây chỉ là một của cha trao. Còn một hạt ngọc nữa đâu? Tâu Thái hậu, nội tổ tôi đã trao cho cô tôi giữ một. Đúng rồi, ngọc quyên ương đây rồi. Địch Thanh, con ơi, cô là cô ruột của con đây. Địch huynh, chính mẹ em là cô ruột của anh đó. Cô bao năm trời xa nhau, khi cô vào cung chương, ba hương người cô được hiện trên con còn lầm than. Bởi do trời mưa nắng không qua khiến gia đình mất thâm tình, có ai ngờ sóng thủy triều cuốn xác người dưới sông đường. Trời ơi, anh chị tôi đã chết, sông đường cũng không còn.
sống cảnh vàng son, nào đâu biết toàn gia chết thảm nền trời. Cô cha mẹ cô mẹ cô trời cao thấu cho chăng, nát tim lòng lệ ứa đanh trọng. Sao trời nay đổi mai dời, bao người thân chôn xác cuốn trôi theo dòng sông. Còn thân con bơ vơ, xin thương trẻ con thơ. Nay mẹ cha qua đời, cháu vui mong. Cô thương tình ngã. Trải mười mấy năm với nỗi thương tâm, tình anh chị và cháu cứ xa xôi biển. Ngày xưa khi cô được tuyển vào cung ngọc, cháu còn là đứa trẻ thơ chưa biết chuyện vui buồn. Nhờ phước đức cha ông cố khỏi mang đời cung nữ đoạn trường, tình dòng họ nghĩa vui huynh, lòng càng nặng trĩu nỗi ưu tư. Chiều chiều dòng hương sơn tây, sầu nhớ anh thương mẹ. Thế rồi dòng đời cứ trôi lặng lẽ suốt mấy mươi năm, chờ đợi phút tương cùng. Mẹ yên tâm, địch quân sẽ được kim thượng phong dương, để bỏ lúc tháng ngày ly tan đau khổ. Vinh hiển công danh rồi sẽ dò tính di mầu, với chỉ kim lan về xung hiệp nhất gia. Bẩm cô mẫu già biểu đệ, nếu được vào chầu thiên tử chúa thượng phong dương, cháu xin được chối từ. Tại sao vậy? Bẩm cô mẫu, làm trai đứng trong trời đất, con không muốn mang tiếng nương thê cậy thân. Nghĩa là sao? Bẩm cô mẫu, thì thô võ công thắng cấp nào ngồi cấp đó. Địch thân, không, không thể được, cũng không thể liều. Cô chẳng đành lòng cho con thi thân nơi triều trung. Khi nhà ta chỉ còn mình con thôi, nát thân xác tan, không để cho người đời. Cô cấm con không được xem nhẹ thân trai. Cô mẫu ơi, tuy trẻ không mãi trên đường đời lắm đắng cay, nhưng kiếp làm trai tan bồng hồ thi, con không thể trở thành người ích kỷ vừa thế quyền quy, đánh mất lương tri của bản thân mình. Giờ được cô thương trong tổ ấm gia đình,
không thể quên những ngày trôi nổi giữa dòng đời quanh quẻ gian khổ quen rồi một kẻ hàng sinh rèn luyện cho mình một bản tánh tử tính với đôi cánh tay con sẽ làm nên tất cả kẻ ăn bám chỉ là cặn bã làm nhục cha ông vì xu đến muôn đời địch thanh con nên hiểu cho con son đời cô khép kín tim sâu đêm đêm lệ thắm cuối trăng mong cầu nguyện gia đình làm thân chí trai nào ngài giang quy cô chẳng cho đi còn liều thân địch ôi cao cả thay lời lẽ thẳng ngay cao đẹp lòng người không nhỏ hẹp lỗ quê hương xin học những lời cao đẹp mở tầm nhìn thấy được bao la kia trời xanh mẹ như dải ngân hà địch quân chẳng khác như gì sao quà quả sẽ thiêu đốt bàn hồng thành cặn bã để màu xanh khi được đất dung bồi xin cô nhắm ý cho con tội già giữa triều không hổ mặt mẹ cha đời trai gánh nặng sang hà trung hiếu một nhà trốn đảo làm thôi được cô mẫu nhậm ý đội ơn cô mẫu đội ơn cô mẫu lộ quê dương dạ con đưa anh con vào nỗi cung an nghỉ để sang mai chầu thánh thượng xin tuân lệnh mẹ mời địch huynh bái biệt cô mẫu.